Hoa kim tuyến là một trong những cái hoa mà nó sẽ dự đoán là sẽ hot nhất mùa lễ năm nay. Thì hôm nay shop hoa đá Thanh Vân của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta bó một cái bó hoa kim tuyến như thế này nhá. Bó này gồm có 16 bông ạ. Thì cái bó này nó dài tầm khoảng 85 cm, rất là to nha các bạn. Với cách bó cực kỳ đơn giản thì chắc chắn là tôi sẽ tin là các bạn sẽ bó được ngay lập tức cái bó hoa như thế này. Là chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng cái xốp này nhé để chúng ta cắm 16 bông hoa này. Tiếp theo là tôi sẽ sử dụng hai giấy lót ở bên trong và tôi sẽ sử dụng cái giấy hai mặt chữ này, màu nâu và đỏ nhé. Đây thì ta sẽ cắm này, chúng ta sẽ dùng cái keo nến này chúng ta cắm nha. Chúng ta cắm keo nến thì nó sẽ chắc chắn. Như vậy là chúng ta đã cắm xong 16 bông hoa kim tuyến nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái giấy này để chúng ta lót ở bên trong này. Chúng ta sẽ dùng cái giấy này để chúng ta lót ở bên trong nha các bạn. Lót như thế này. Chúng ta để lên trên. Do chúng ta lót ở bên trong nên chúng ta cũng không cần phải là dùng tận dưới này đâu nhé. Sau đó mình gấp hình cánh quạt. Như vậy là chúng ta xong rồi ở bên trong nhá. Tiếp theo ta sẽ sử dụng cái giấy này. Đây ạ. Gấp như này nhá. Đây, chúng ta sẽ để bóng bó hoa của chúng ta vào. Sau đó chúng ta sẽ buộc vào đây này. Đây. Chúng ta gấp hình như thế này nhé. Một cái về đằng trước này, một cái về đằng sau. Đây ạ. Sau đó chúng ta để bên cạnh. Cái này chúng ta làm tương tự. Gấp đây. Cái tiếp theo ở dưới tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự như vậy.
Còn tiếp theo là cái phần đằng trước này, chúng ta sẽ sử dụng một tờ giấy. Chúng ta bắt hình như thế này nhé. Tiếp theo, sau khi chúng ta cắt xong thì chúng ta sẽ được 4 phần, 8 phần như thế này. Thì chúng ta sẽ gấp như thế này. Đưa lại vào đây. Tiếp theo các tờ khác thì chúng ta gấp như thế này. Tiếp theo cái tờ này thì chúng ta được gấp sẽ để xem là những cái chỗ này. Sau khi chúng ta buộc như thế này nhé, thì chúng ta sẽ kéo mình lên và chúng ta sẽ sử dụng một tờ giấy. Đang gấp như này. Lần này chúng ta chỉ gấp nhỏ như thế này thôi nhé. Chúng ta sẽ để bên cạnh này. Bên này chúng ta làm tương tự. Khi chúng ta buộc cái như thế này nhá, thì cái phần này nó rút ra xuống. Đó.
Tiếp theo là tôi sẽ buộc cái nơ vào đây. Nếu như các bạn có bất kỳ một thắc mắc gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn nha các bạn. Bên mình có đầy đủ cả nguyên liệu cũng như là cái thành phẩm này. Nếu như bạn nào có nhu cầu thì cũng hãy comment ở bên dưới, mình sẽ tư vấn cho các bạn nha các bạn. Đó, các bạn nếu thích hãy bấm like, share cho thật nhiều người biết đến hơn. Và nhớ bấm subscribe để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ những cái video của chúng tôi nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn.